Ngày 1 tháng 2, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng đã họp phiên bế mạc. Thay mặt Ban chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đồng chí Nguyễn Phú Trọng đề nghị ngay sau đại hội, các cấp ủy, tổ chức đảng cần tập trung làm tốt việc phổ biến tuyên truyền sâu rộng trong toàn đảng, toàn dân, toàn quân về kết quả của đại hội, nghiên cứu quán triệt sâu sắc nghị quyết và các văn kiện của đại hội, khẩn trương xây dựng và triển khai chương trình, kế hoạch hành động, phát động phong trào thi đua yêu nước sâu rộng và tinh thần đổi mới sáng tạo, vượt qua khó khăn thách thức để sớm đưa nghị quyết đại hội đi vào cuộc sống. Ngày 1 tháng 2, sau khi kết thúc phiên bế mạc đại hội lần thứ 13 của đảng, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì cuộc họp báo trong nước và quốc tế, thông tin về kết quả đại hội tới đông đảo phóng viên trong nước và quốc tế. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng khẳng định, đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của đảng đã thành công rất tốt đẹp. Trả lời câu hỏi của các cơ quan báo chí về công tác phòng chống tham nhũng của đảng và nhà nước trong thời gian tới, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đồng chí Nguyễn Phú Trọng khẳng định, đây là vấn đề lớn không chỉ ở trong nước mà còn ở nhiều nước trên thế giới đều gặp phải. Chính vì vậy, thời gian tới công tác phòng chống tham nhũng sẽ tiếp tục không ngừng và không nghỉ. Ngày 1 tháng 2, đoàn lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh do Phó Chủ tịch Ủy ban dân thành phố đồng chí Võ Văn Hoang làm trưởng đoàn đã đi thăm và chúc Tết ba đơn vị tại huyện Củ Chi và tỉnh Tây Ninh. Đoàn đã đi thăm và chúc Tết tập thể cán bộ nhân viên công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác thủy lợi Dầu Tiếng Phước Hòa, thăm và chúc Tết công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên quản lý khai thác dịch vụ thủy lợi thành phố và hạt kiểm lâm Củ Chi. Đại diện cho đoàn, Phó Chủ tịch Ủy ban dân thành phố đồng chí Võ Văn Hoang chúc các đơn vị và toàn thể cán bộ nhân viên một năm mới an khang thịnh vượng và đạt nhiều thành tích trong công tác. Ngày 1 tháng 2, đoàn đại biểu thành phố Hồ Chí Minh do Phó Chủ tịch Ủy ban dân thành phố đồng chí Phan Thị Thắng làm trưởng đoàn đã đi thăm và chúc Tết các hộ dân nhân dịp Tết Tân Sửu 2021. Đoàn đến thăm mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị An ở phường 4 quận 3, thăm thương binh Phan Văn Diệp ngụ ở phường 3 quận 3. Đoàn cũng đến thăm gia đình đồng chí Nghị Đoàn, nguyên trưởng ban Hoa vận T4, nguyên thành ủy viên, nguyên trưởng ban công tác người Hoa thành phố Hồ Chí Minh ngụ quận 5 thành phố Hồ Chí Minh. Cùng ngày, Phó Chủ tịch Ủy ban dân thành phố đồng chí Phan Thị Thắng cũng đến thăm bà Nguyễn Thị Ái, ngụ ở phường 11 quận 3. Thành ủy thành phố Thủ Đức đã tổ chức lễ công bố và trao quyết định thành lập đảng bộ các phường trực thuộc. Theo đó, Thành ủy thành phố Thủ Đức trao quyết định thành lập đảng bộ cho 32 phường. Riêng đảng bộ phường Thủ Thiêm và phường An Khánh đã được công bố cùng với quyết định thành lập hội đồng dân, ủy ban dân trước đó theo nghị quyết 1111 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp các đơn vị hành chính trên địa bàn thành phố. Ủy ban dân thành phố Hồ Chí Minh đã có công văn về việc cho học sinh, sinh viên, học viên trên địa bàn thành phố ngừng đến trường nhằm đảm bảo phòng chống dịch bệnh COVID-19 kể từ ngày hôm nay, ngày 2 tháng 2. Cán bộ, giáo viên, nhân viên các trường vẫn tiếp tục thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch năm học của thành phố, nhanh chóng chuyển đổi sang hình thức dạy học trên Internet, đảm bảo lịch trực và đảm bảo thông tin xuyên suốt trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2021. Ngày 1 tháng 2, Bộ Y tế đã ban hành quyết định số 983 phê duyệt có điều kiện vaccine cho nhu cầu cấp bách trong phòng chống dịch bệnh COVID-19. Đó là vaccine COVID-19 có tên là vaccine AstraZeneca, nước sản xuất là Anh và Đức. Bộ Y tế giao trách nhiệm cho các đơn vị, Cục Quản lý Dược có trách nhiệm cấp phép nhập khẩu vaccine này theo quy định. Bản tin 6 giờ sáng ngày hôm nay, ngày 2 tháng 2 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 cho biết có thêm một ca mắc COVID-19 mới trong cộng đồng ghi nhận tại Hải Dương. Ca bệnh 1851 là nam 44 tuổi, có địa chỉ tại thị trấn Lai Cách, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương.